Theo hệ hỏi không nghe đầu tiên chứ chị nè, cái kiến đỡ hơn xíu mò không mày? Không, chứ không được, đừng có tắt là được. Hay đúng không? Bòn bòn mất mất cũng được. Mình vẫn còn hay nữa chứ.
Mụn bé hay nặng đã gì đúng không anh? Mụn bé hay nặng thấy đã đúng không? Nhỏ nhưng mà cục mụn vẫn được hơn. Lên chị bé xíu. Hai trăm rưỡi với gầu đầu chi đó là tính thêm đi. Có còn cái mẫu dùng thử không? Dùng thử rồi nó thuận hoặc đứa mua bài cho chị dùng cách dùng cái xong rồi nếu mà hợp thì
về nói em gửi hoặc là em ship qua hoặc là chị qua mua cũng được. Còn không thì ân lấy về hũ lớn cũng có. Hũ thì có hũ thôi chứ không có bộ. Trên lầu có khách không ta? Cố gắng này mà nhiều quá. Ba khách xuống rồi rồi đó. Đi chung mà. Cái chi? Cái nó tính tiền bình thường mà em. Nghe không mua đó. Cái nó là mẫu thử để dùng mà. Ấy là dùng thử là hợp là mua bộ lớn chứ còn mua mua bộ lớn về dùng không hợp phí tiền á. Nó chị nó có chị nhắn tin Zalo cho chị thì ví dụ dùng hợp hay không có gì nhắn tin Zalo. Ý là dùng dùng serum chị. Rồi cái dùng cái nước của em không thâu đi chị cái dùng thử cho em cái nước chắc dùng được 10 ngày đó, nếu mà ok á chị nhắn tin qua Zalo cho em, rồi có vấn đề gì thì chị cũng cứ hỏi Zalo cho em giùm xí thị. Mấy phút rồi? Giờ 20. Ý anh suy nghĩ nguyên đêm đang rồi. Chị phải tìm người cho em ở chứ, răng mà em ở mình được. Ý là em có xác định là làm khoảng lâu không? Rồi để cỡ 2 năm được không?
Vậy phải chị phải có cái đường tính của chị phải không? Còn đứa mà không chắc chắn là chị tự tính đường không chắc chắn. Cơ hội dành cho người khác.